Vâng, xin chào các bác, xin chào anh em. Hôm nay thì đại lý máy Lam Việt sẽ giới thiệu với các bác của anh em rất là nhiều các cái dòng lam máy cưa. Đấy, con này thì là lam 50 nhá, lam trơn 50, lam Latin. Đấy, thương hiệu Husqvarna. Hàng này là hàng công ty các bác nhé, các anh nhé. Hàng công ty chính hãng luôn. Đấy, lam của nó thì thép rất là chuẩn. Đấy, thương hiệu Husqvarna. Đấy, xích của nó đây ạ. Đấy, xích Husqvarna, xích của nó xích cũng rất là ngon nhé các bác nhé. Lam xích này là đều là hàng hàng lam xích hàng liên doanh sản xuất tại nhà máy ở Đài Loan các bác nhé. Đây bên em nhập về rất là nhiều đấy ạ. Giá cả thì phù hợp mà chất lượng thì các bác cứ yên tâm luôn. Đấy, lam 50, 60, 70, 80, 90 bên em đều có cả. Lam xích đi kèm cả bộ hoặc là bán lẻ bên em đều có nhé các bác nhé.